Chào mừng mọi người đến với kênh Thảo Garden. Hôm nay vườn nhà mình đang vấn lên khoảng độ 30 cây tùng Đài Loan. Có kích thước là các bạn thấy là nó sẽ cao độ tầm khoảng 3 mét rưỡi đến 4 mét đó các bạn. Tay cành đều đã được kéo ra hết rồi hả các bạn. Thì nếu như mà lên chậu, mình lên chậu cái lô này xong á, thì mình sẽ bắt đầu mình làm cái chi tay kỹ. Còn nếu như mà các bạn mang về trồng rừng á thì cũng không có cần thiết phải kéo chi nữa, mà có thể cắt tàn để cho tạo cái độ tàn cho nó mịn là được các bạn. Và nhìn thấy ở đây là Thảo đang chuẩn bị bứng lên cái lô này các bạn. Đó. Lô này là mình trồng ở dưới đất được khoảng khoảng 10 năm, hơn 10 năm rồi các bạn. Cái chiều cao cây giờ mình thấy là nó khoảng chắc khoảng 38 là đúng các bạn ơi. Từ 38 đến 4 mét đó. Một số cây vẫn còn đang bứng các bạn. Khi bứng thì bên mình sẽ bó bầu bằng bằng keo. Bó cho thật kỹ bằng bằng keo. Sau đó thì mình về mình vô chậu, cái chậu lớn các bạn. Ở phía ngoài thì mình đang cẩu được một số cây rồi các bạn. Để mình dẫn các bạn ra xem ha. Các bạn thấy là hiện tại là mình cũng đang có trồng một ít tùng la hán ở vườn này. La hán này thì cũng trồng được khoảng 10 năm rồi. Đó, xe cẩu đang chở cái số lượng cây. Hiện tại trên trên xe chắc cũng được mười mấy cây rồi các bạn. Mình cẩu mang đi một cái vườn khác các bạn ha. Nếu các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy là những cái chi cành này đã được kéo cũng khá lớn, đó là nghĩa là cái phần chi chính đó là đã được lọc cành nhiều lần để mà có được cái cốt tay nó lớn. Lô này là mình cảm thấy là rất là phù hợp để mà làm rừng đó các bạn, làm đồi làm rừng. Đây là tùng Đài Loan các bạn ha, vạn niên tùng Đài Loan. Cái vườn của mình ở địa chỉ số 13 đường Cây Gia, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Thảo để mà nhận báo giá hết hả các bạn. Số điện thoại của Thảo là 0936066447. Các bạn có thể chụp lại màn hình để lưu thông tin lại. Thì ở bên mình là có sản xuất tùng Đài Loan, tùng Kim Cương, tùng La Hán với nhiều cái kích thước khác nhau, nhiều cái dáng cây khác nhau, nếu như mà các bạn có nhu cầu cần tìm. Vườn mình sản xuất là tới 5 mẫu rưỡi vạn niên tùng các bạn. 5 mẫu rưỡi mà trong đó là khoảng 80% là mình làm các loại vạn niên tùng. Vạn niên tùng ở đây là cái tên mình hay gọi, nhưng mà mình thấy ở thị trường thì mọi người hay gọi là tùng lá hán các bạn. Khi mà đưa lên xe thì các bạn thấy rất là cao ha. Cái này mình có thể làm đồi đồi lớn á. Hoặc là các bạn có thể trồng hai cây ở phía trước cửa nhà cũng cũng được, cũng khá là đẹp. Cái phần chi tàn này thật ra cái thời gian nuôi nó sẽ nhanh thôi. Nếu mà lên chậu để mà đầy tàn này thì mình thấy độ khoảng chừng 1 năm rưỡi là nó cũng đã khá nhiều. Cái phần cốt tay mới là cái khó làm. Còn cái bộ tàn là cái thời gian nó sẽ nhanh đó các bạn. Như bạn thấy là mình có một lô tùng la hán ở dưới đất, thì cái lô này á, là sắp tới là bên mình cũng sẽ có kéo tay các bạn, làm nó sẽ tương tự như cái Đài Loan này.
Cái lô tùng Đài Loan này là cái lô mà bên mình làm từ khi nó còn rất là nhỏ, nghĩa là cây này là cây cây bên mình chiết cành luôn á, từ chiết cành cho đến lúc nó lớn như thế này luôn á. Cái phần tàn các bạn nhìn mình thấy là nó sẽ khoảng chừng được có một số cây là bộ tàn bề ngang được 3 mét đó các bạn. Cái này mà làm rừng làm đồi là rất là đẹp ha. Xin phép được nhắc lại là cái địa chỉ của Thảo là ở số 13 đường Cây Gia, xã Tân Phước Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cách trung tâm thành phố khoảng độ 40-45 phút đi xe hơi các bạn. Nếu như mà có các bạn có nhu cầu thì các bạn nên xem trực tiếp cây. Hoặc các bạn có thể liên hệ với Thảo bằng số điện thoại 0936066647 thì Thảo có thể quay phim, chụp hình, gửi hình cho các bạn và báo giá cho các bạn. Đây là cái vườn cây phụ, bên Thảo sẽ bứng lô cây này tầm ba mươi mấy cây. Mình mang về ở bên cái vườn chính của mình để mình lên chậu. Thân rất là thẳng các bạn, rất là trực luôn á, rất là thẳng. Thì khi mà thân thẳng như này mà mình làm đồi làm rừng thì là cực kỳ phù hợp các bạn ha. Các bạn thấy là cây lớn và cái ngọn của nó rất là đầy ha. Lô này Thảo quay vào ngày 20 tháng 8 năm 2020. Nếu mà các bạn xem, nếu mà thấy gần cái thời điểm mà mình đang xem, tức là cái lô cây này là mình mới lên, thì độ khoảng là một tháng là cây nó sẽ rất là cứng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Xin chào các bạn.